Chào mừng các em đến với tiết học tự nhiên và xã hội lớp 3. Trước hết, thầy kiểm tra kiến thức bài cũ nhé. Câu 1. Ngoài hoạt động học tập, học sinh còn tham gia các hoạt động nào khác do nhà trường tổ chức? Như các em đã được học, ngoài hoạt động học tập, học sinh còn tham gia những hoạt động do nhà trường tổ chức như vui chơi giải trí, văn nghệ, thể dục thể thao, làm vệ sinh, trồng cây, tưới cây, giúp gia đình thương binh liệt sĩ, giúp người tàn tật, người già, vân vân. Câu 2, hãy chọn ý em cho là đúng nhất. Hoạt động ngoài giờ lên lớp có ý nghĩa: A. Giúp em thư giãn trí óc, tinh thần vui vẻ, nâng cao và mở rộng kiến thức. B. Xây dựng mối đoàn kết, các em biết quan tâm và giúp đỡ nhau. C. Cả hai ý trên đều đúng. Ý đúng nhất là C. Cả hai ý trên đều đúng. Ngoài những hoạt động do nhà trường tổ chức, các em còn tham gia vui chơi, giải trí trong những giờ ra chơi. Làm thế nào để chúng ta vui chơi an toàn, không gặp nguy hiểm thì bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn. Vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài 26, không chơi các trò chơi nguy hiểm. Mục tiêu của bài học là nhận biết các trò chơi nguy hiểm như đánh quay, ném nhau, chạy đuổi nhau, vân vân. Biết sử dụng thời gian nghỉ giữa giờ ra chơi vui vẻ, an toàn. Để đạt được mục tiêu bài học, chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua hoạt động 1, tìm hiểu về các trò chơi. Các em hãy quan sát tranh trang 50-51 sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. Các bạn trong tranh đang chơi những trò chơi gì? Những trò chơi nào dễ gây nguy hiểm cho bản thân và cho người khác? Các em quan sát tranh và cho biết các bạn trong tranh đang chơi những trò chơi gì? Các bạn trong tranh đang chơi những trò chơi là chơi ô ăn quan, nhảy dây, đá bóng, bắn bi, đuổi bắt, đá cầu, đọc truyện, thải bi vào lỗ, đánh quay, tập võ. Những trò chơi nào dễ gây nguy hiểm cho bản thân và cho người khác? Những trò chơi dễ gây nguy hiểm cho bản thân và cho người khác là đá bóng, đuổi bắt, đánh quay. Các bạn đang chơi đá bóng là trò chơi nguy hiểm vì đá bóng ở trường giờ ra chơi dễ gây mệt mỏi, ra mồ hôi nhiều, bẩn quần áo sẽ ảnh hưởng đến việc học tập ở các tiết học sau. Các bạn đang chơi đuổi bắt là trò chơi nguy hiểm vì chơi đuổi bắt có thể sẽ bị ngã, trầy xước, chảy máu hoặc gãy tay, chân. Các bạn đang chơi đánh quay. Chơi con quay rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ quẳng con quay có đầu đến nhọn vào các bạn gây chảy máu. Vậy các em không nên chơi. Những trò chơi vui, bổ ích nên chơi là chơi ô ăn quan, nhảy dây, bắn bi, đá cầu, thải banh vào lỗ, tập võ, đọc sách. Vậy trong giờ ra chơi, để thư giãn, chúng ta có thể chơi nhiều trò chơi khác nhau như nhảy dây, đọc sách, chơi ô ăn quan, đá cầu, vân vân. Không nên chơi các trò chơi nguy hiểm như leo trèo, đánh nhau, đuổi bắt, bắn súng cao su, đấu kiếm, vân vân. Để biết thêm các bạn học sinh trong giờ ra chơi chơi những trò chơi gì thì chúng ta cùng tự nhau tìm hiểu qua hoạt động 2. Kể tên những trò chơi thường gặp. Em hãy nhớ lại và kể tên một số trò chơi mà em thường tham gia. Đây là hình ảnh các bạn đang chơi đánh cờ vua.
vẽ tranh, đọc sách, đá cầu. Đây là những trò chơi có ích giúp thư giãn tinh thần, mở rộng kiến thức, rèn luyện tay chân. Trong hình ta thấy hai bạn đang đuổi nhau có thể bị té, trầy xước, chảy máu. Bắn dòng thun sẽ làm trúng các bạn khác rất nguy hiểm. Leo trèo cửa sổ, cây sẽ té, gãy xương tay, chân. Đây là những trò chơi nguy hiểm. Các bạn đang chơi đá bóng, nhưng các em không nên chơi đá bóng ở những nơi có mặt sân không bằng phẳng hay ngoài đường sẽ dễ gây tai nạn. Và nên đá bóng ở những nơi có mặt sân bằng phẳng, có người tổ chức hướng dẫn cho các em chơi. Các bạn đang chơi kéo tay. Đây là trò chơi giúp thư giãn tinh thần, rèn luyện tay chân. Các bạn đang chơi trò chơi đua thuyền trên cạn. Đây là trò chơi bổ ích. Đây là trò chơi nhảy bao bố, giúp rèn luyện tay chân, thư giãn tinh thần. Các bạn đang chơi đánh cờ vua. Đây là trò chơi giúp thư giãn trí óc, mở rộng kiến thức. Các bạn đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Đây là trò chơi có ích, giúp thư giãn tinh thần. Đây là trò chơi gồng gánh qua cầu, là trò chơi có ích, giúp rèn luyện sự khéo léo, thư giãn đầu óc. Các bạn đang chơi trò kéo co, là trò chơi có ích, giúp rèn luyện tay chân, thư giãn tinh thần. Vậy, khi ở nhà cũng như ở trường, các em nên chơi các trò chơi nhẹ nhàng, lành mạnh, giúp vận động cơ thể, thư giãn đầu óc. Tuyệt đối không nên chơi các trò chơi gây nguy hiểm cho bản thân cũng như cho các bạn xung quanh như leo trèo, đánh nhau, đuổi bắt nhau, vân vân. Có như thế em mới bảo vệ được mình và những người xung quanh không gặp nguy hiểm. Để chọn cho mình và các bạn những trò chơi giúp thư giãn trí óc, bảo vệ sức khỏe để có những giờ học sau hiệu quả, thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua hoạt động 3, bày tỏ ý kiến. Hãy chọn ý em cho là đúng nhất trong các tình huống sau. Thấy các bạn đang chơi trò bắn nhau bằng dòng thun, em sẽ A. Hoan hô cổ vũ. B. Cùng tham gia. C. Báo cáo với thầy cô giáo. Ý trả lời đúng nhất là C. Báo cáo với thầy cô giáo. Thấy các bạn đang đọc truyện, em sẽ A. Xin đọc cùng bạn. B. Cướp truyện của bạn. C. Chọc phá bạn. Và ý trả lời đúng nhất là A. Xin đọc cùng bạn. Nhìn thấy các bạn đang chơi trò nhảy dây, em sẽ A. Thưa với thầy cô giáo. B. Cùng tham gia. C. Khuyên các bạn không chơi nữa. Ý trả lời đúng nhất là B. Cùng tham gia. Nhìn thấy các bạn đang chơi trò rượt đuổi nhau, em sẽ A. Tham gia. B. Ngăn các bạn không chơi nữa. C. Cổ vũ. Ý trả lời đúng nhất là B. Ngăn các bạn không chơi nữa. Thấy các bạn đang chơi chuyền, em sẽ A. Xin tham gia cùng chơi. B. Thưa với thầy cô giáo. C. Chọc phá bạn. Ý trả lời đúng nhất là A. Xin tham gia cùng chơi. Thấy các bạn đang chơi trò lấy đá xỏ ném nhau, em sẽ A. Cổ vũ. B. Cùng tham gia. C. Báo cáo với thầy cô giáo. Ý trả lời đúng nhất là C. Báo cáo với thầy cô giáo. Qua hoạt động vừa rồi, các em đã biết lựa chọn cho mình và các bạn các trò chơi bổ ích, đồng thời biết khuyên các bạn không nên chơi các trò chơi nguy hiểm. Nếu chẳng may
Có bạn xảy ra tai nạn thì các em phải báo ngay cho người lớn hoặc thầy cô giáo để đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất. Chúc các em vui chơi, an toàn, lành mạnh, vui vẻ. Tiết học chúng ta đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt các em.